Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Quý vị có vui không? Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang trải qua một mùa Giáng sinh. Cho nên mừng Chúa Giêsu Giáng sinh thì không phải chỉ là một buổi lễ mà là cả một mùa, gọi là Christmas season. Và cảm ơn Chúa là trong những ngày qua, trong những tuần qua thì hội thánh của chúng ta đã tổ chức những chương trình truyền giảng khác nhau tại những địa điểm khác nhau từ đầu tháng cho đến bây giờ. Và cho đến giờ phút này đã có hơn 150 người trở về với Chúa Giêsu. Tôi đã phục vụ Chúa 40 năm và tôi biết rằng khi nói đến 150 người trở về với Chúa Giêsu thì cũng có người nói rằng trở về với Chúa như vậy nhưng mà còn đứng vững không? Cũng có người, nhưng mà tôi nói rằng một linh hồn trở về với Chúa là vô cùng quý báu. Chúng ta không thể nào nói rằng vì lý do nào mà một thân hữu đến được với Chúa đâu. Nếu không bởi Thánh Linh của Chúa, nếu không có sự thôi thúc từ nơi Chúa, không ai mở miệng ra để xưng Chúa Giêsu là Chúa cả. Vì vậy, chúng ta xứng đáng để dâng vinh hiển cho Ngài vì một linh hồn quý hơn cả thế giới này. Chúng tôi rất là cảm động và rất vui vì có năm nay khi ban lãnh đạo quyết định là sẽ tổ chức truyền giảng cho từng nhóm tế bào thì tôi thấy dấy lên rất là nhiều người lãnh đạo khác nhau, rồi nhiều người vươn lên chịu trách nhiệm. Và thậm chí có người nói rằng em đã kiên ăn cầu nguyện suốt mấy ngày nay cho buổi truyền giảng. Có người thì từ sáng sớm đã đến địa điểm để dọn dẹp, để chuẩn bị cho buổi truyền giảng. Có người nấu ăn, có người phục vụ. Và cảm ơn Chúa, đó là một bức tranh vô cùng đẹp đẽ. Bởi vì mỗi chúng ta được gọi để trở nên công cụ của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, mỗi chúng ta là những công cụ của Đức Chúa Trời. Và tôi muốn cùng với Hội Thánh của Chúa học hỏi bài học buổi sáng hôm nay với tựa đề là để được Đức Chúa Trời sử dụng. Chúng ta có muốn được Đức Chúa Trời sử dụng không? Vâng, tôi biết khi Chúa dùng chúng ta, niềm vui, tiền bạc không thể đem đến được. Dù là gần 40 năm hầu việc Chúa, nhưng mà tôi biết rằng khi tôi đứng lên, lời chia sẻ của tôi đụng đến một ai đó, tôi cảm ơn Chúa vì Ngài có dùng con để khích lệ cho một người. Khi tôi gặp gỡ, lời khuyên của mình làm dấy lên hy vọng của một ai đó, tôi nói cảm ơn Chúa vì Ngài dùng con. Con chỉ là công cụ trong tay của Ngài. Và buổi sáng hôm nay, tôi muốn cùng học với quý ông bạn chị em, những người đang trực tiếp nhóm lại ở đây buổi sáng hôm nay, những người học lời của Chúa qua mạng lưới Internet, làm thế nào để được Đức Chúa Trời sử dụng. Câu chuyện về Chúa Giêsu Giáng sinh thì chúng ta mỗi năm đọc lại một lần. Ở trong đó nhắc đến Joseph, nhắc đến Mary, nhắc đến các bác sĩ, nhắc đến những người chăn chiên, nhắc đến người chủ quán trọ, nhắc đến Caesar Augustus và một số nhân vật. Tôi nghĩ rằng hơi thiếu công bằng một chút, bởi vì thường là trong các hội thánh tin lành có một chút dị ứng và vì vậy ít nhắc đến một người rất quan trọng, đó là Mary. Phải không ạ? Chúng ta rơi từ thái cực này đến thái cực khác. Đối với giáo cơ hội công giáo thì tôn sùng Mary quá mức đến mức thờ lại bà. Và rồi người tin lành ra từ đó muốn mình làm đúng với Kinh Thánh lại đi vào một thái cực ngược lại, là nhiều khi không thèm quan tâm đến Mary. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự Giáng sinh của Chúa Giêsu không thể xảy ra được
nếu không có một công cụ là Mary. Dĩ nhiên là nếu Mary không sẵn lòng, Chúa sẽ dùng người khác thôi, bởi vì Chúa Giêsu đã nói rằng nếu các ngươi không hô lên thì đá này sẽ kêu lên. Đức Chúa Trời có thể dùng nhiều cách khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng nói rằng Chúa ơi, con biết rằng Ngài muốn dùng nhiều công cụ khác nhau thì xin cho con được có phần ở trong đó. Chúng ta đọc câu chuyện về Chúa Giáng sinh thì chúng ta thấy là Caesar Augustus có được Chúa dùng không? Có. Bởi vì câu chuyện Giáng sinh mở đầu là lúc ấy Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ, và đó là việc ưu tiên, cho nên Joseph từ thành Nazareth phải trở về quê hương của mình là Bethlehem. Rõ ràng là Caesar Augustus, một hoàng đế La Mã, một người chống đối đạo của Chúa, nhưng được Chúa sử dụng, bởi vì nếu ông không ra một sắc lệnh ai nấy phải trở về quê quán để đăng ký sổ bộ thì là lời tiên tri nhiều trăm năm trước sẽ không được ứng nghiệm đâu. Bởi vì lời tiên tri nói rằng Chúa đấng cứu thế sẽ sinh ra tại Bethlehem, trong khi đó thì Joseph và Mary là cha mẹ phần xác của Chúa Giêsu lại sống ở Nazareth. Ôi Chúa sai rồi, Chúa sai rồi. Lời Kinh Thánh không đáng tin cậy. Nhưng mà đùng một phát thì không biết vì lý do nào đó thì Caesar Augustus lại ra một chiếu chỉ, lệnh của hoàng đế ban ra phải trở về quê hương. Rõ ràng là trong trường hợp này Caesar Augustus được Chúa sử dụng, nhưng mà ông không hề biết gì cả, ông cũng chẳng có niềm vui gì trong đó hết, đúng không quý vị? Chúng ta có muốn Chúa dùng mình mà mình không nhận biết không? Và chắc chắn một điều là ngày về với Chúa đó thì Caesar Augustus không thể có mặt ở trên đó để nói rằng ta thưởng cho con bởi vì con đã vâng theo lời ta. Ngược lại những người khác thì có. Và tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta không bao giờ muốn Chúa dùng mình theo cách mà Chúa dùng Caesar Augustus. Bên cạnh đó, chúng ta thấy Chúa dùng những người như là các bác sĩ từ Đông Phương theo dấu của ngôi sao đến dâng lễ vật vàng nhũ hương một dược, và nhờ đó Mary có đủ kinh phí để đem con trẻ trốn qua Ai Cập. Họ làm việc một cách có ý thức. Chúa dùng những người chăn chiên bởi vì khi thiên sứ báo tin cho những người chăn chiên thì họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary con trẻ và họ thờ lại. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời y như điều đã báo cùng mình. Buổi sáng hôm nay rất nghiêm túc. Chúng ta kết thúc một năm để bước vào năm mới. Nhân cơ hội trong những ngày qua, Chúa có sử dụng rất nhiều người trong hội thánh. Thật là tuyệt vời. Quý vị đến đây thấy có những người làm công tác tiếp tân. Quý vị xuống nhà bếp thấy có những người làm công tác phục vụ, dọn dẹp, nấu ăn, rửa chén. Ồ, một bức tranh vô cùng tuyệt vời. Bởi vì đây là nhà của Chúa và chúng ta là con của Ngài. Hãy tìm cho mình cơ hội và hãy cầu nguyện một cách nghiêm túc rằng lạy Chúa, trong năm mới này xin sử dụng con theo cách của Ngài. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng sử dụng giống như ông mục sư Nhẫn đứng lên giữa mọi người giảng thì mới được Chúa sử dụng. Không, biết đâu một ngày lên trước mặt Chúa, phần thưởng của một người rửa chén lớn hơn phần thưởng của một vị mục sư đó. Phần thưởng của một người bế một đứa bé đi ra toilet nhiều khi lớn hơn là phần thưởng của một người có chức vụ đó. Bởi vì trước mặt Chúa, Ngài nhìn thấu suốt trong tâm lòng của chúng ta. Ông bà anh chị em ơi, bước vào năm mới này, ao ước mỗi một người trong chúng ta, không trừ ai cả, hãy thưa với Chúa rằng, xin Chúa dùng con, xin Chúa dùng con, xin Chúa dùng con theo cách của Ngài. Và nếu chúng ta cầu nguyện như vậy thì Chúa không bao giờ làm ngơ trước lời cầu nguyện của chúng ta đâu. Tôi đã làm chứng nhiều tháng trước đây rằng 40 năm trước khi tôi được gặp gỡ Chúa và tôi nói rằng Chúa ơi, xin hãy dùng con muốn dâng cuộc đời của con để phục vụ Ngài. 26 năm trôi qua, chúng ta nhìn thấy một hội thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo được thành lập. Tôi ngày hôm nay có cơ hội đi qua bên Úc, qua đi Âu Châu, đi qua Canada, qua Hoa Kỳ, hầu như đến một hội thánh nào cũng gặp ít nhất là một người mà mình được dự phần để gây dựng đời sống của họ.
Quý vị không thể tưởng tượng được niềm vui đó, tiền bạc không thể đánh đổi được đâu. Đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Một ngày nào đó chúng ta bước lên trong nước của Ngài thì phần thưởng sẽ lớn lắm, và lời tha thiết kêu gọi của tôi dành cho tất cả chúng ta. Đừng nói tôi mới đến với Chúa, đừng nói tôi đã già rồi, đừng nói là tôi không hiểu biết gì cả. Hãy thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin hãy dùng con cho vương quốc của Ngài. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lời của Chúa để chúng ta biết Chúa làm thế nào để một người được Chúa sử dụng. Mà chúng ta sẽ đọc ở đây. Tôi xin đọc và chúng ta nhìn lên màn hình. Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng người. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng, lời chào ấy có nghĩa gì? Thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra phải được xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Suốt cả cuộc đời của tôi thì tôi đã đọc cái câu chuyện này không biết bao nhiêu lần. Bởi vì tôi là con của một mục sư, và từ nhỏ thì là tôi đã tham dự, có lẽ từ khi mình ý thức cho đến ngày hôm nay là trên dưới 50 cái mùa Giáng sinh rồi. Đọc câu chuyện này nhiều lần, và nhiều khi một cái gì đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta trở thành thói quen, trở thành automatic và thiếu đi tấm lòng ở đó. Tôi không biết là quý vị có như vậy hay không, nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nghĩ đi. Một thiên sứ của Chúa có tên là Gabriel đã đến với một nữ đồng trinh tên là Mary. Người ta nghiên cứu cho biết là văn hóa, phong tục thì thời của Mary và Joseph, một cô gái mang thai và sanh đứa con đầu lòng dao động khoảng từ 14 cho đến 16 tuổi. Như vậy thì chúng ta biết là Mary lúc bấy giờ không phải là một cô gái 25 tuổi, 30 tuổi, mà là một thiếu nữ 16 tuổi thôi. Ở đây có ai là những người nữ chưa lập gia đình? Xin hãy đưa tay đi. 25 cũng được, 30 cũng được. Và xin hỏi các bạn là nếu một ngày nào đó thiên sứ hiện ra, hãy nói rằng, Tú Mi, Phan Hiền, ngươi sẽ có thai. Hãy đặt tên mình vào đó đi. Các bạn sẽ nghĩ thế nào? Ôi, sửng sốt, phải không? Dậy nảy liền. Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào. Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Và chúng ta biết là chúng ta đang sống trong thời hiện đại. Văn hóa, cách nhìn đã thay đổi nhiều lắm rồi. Nhưng mà hãy nhớ, 2000 năm trước thì đây là một tin tức động trời. Tất cả chúng ta dù ở tuổi nào, hãy đặt mình vào trong tình cảnh của cô gái có tên là Mary thì có chịu nổi không? Không thể chấp nhận được, phải không?
không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Hơn nữa, cô gái này đã hứa hôn với một chàng trai tên là Joseph. Cái nỗi oan này ai thấu hiểu cho tôi đây? Thôi rồi, cuộc hôn nhân này là tiêu tan rồi. Sắp sửa đám cưới, bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu điều xây dựng. Vậy mà bây giờ một cái tin tức như vậy đến, làm sao có thể chấp nhận được? Kinh Thánh nói thì thường là nói ít, nhưng mà ý nghĩa rất là nhiều. Ở đây Kinh Thánh chỉ diễn tả là Mary nghe nói thì bối rối. Bối rối diễn tả không hết được đâu. Nhưng chúng ta thử đặt mình vào tình cảnh của Mary thì chúng ta sẽ biết rằng, ôi Chúa ơi, tại sao lại là con? Có bao giờ chúng ta trong cuộc đời theo Chúa, đùng một phát, một điều nào đó xảy đến, một tai ương hoạn nạn xảy đến, hay là một lời tiên tri đến trong đời sống của chúng ta, và chúng ta cảm thấy bối rối, phản ứng tự nhiên của mình là giãy nảy lên, là từ chối. Không thể được, không thể được. Tôi không muốn chấp nhận một Chúa như vậy. Cảm ơn Chúa, Mary không hề phản ứng như vậy, đúng không? Kinh Thánh chỉ diễn tả là bối rối, nhưng mà chúng ta hãy biết, một cô gái 16 tuổi chuẩn bị kết hôn, có một cuộc hôn nhân trước mặt, bây giờ ở trong hoàn cảnh đó thì cái sự bối rối đó không phải là thường đâu. Chúa biết, vì vậy mà Ngài sai thiên sứ của Ngài nói rằng: "Hỡi Mary, đừng sợ, đừng sợ." Ngày hôm nay khi chúng ta thờ phượng Chúa, trong sự hiện diện của Chúa, Chúa có bày tỏ một điều gì đó với chúng ta rằng: "Ta muốn dùng con. Con có biết rằng con vô cùng quan trọng, con được yêu thương không?" Tôi biết nhiều người trong chúng ta nói: "Không. Chúa ơi, con mới phạm tội kìa. Trong tuần vừa rồi nè, con hứa mà con làm thất hứa kìa. Đêm hôm qua con mới nổi nóng kìa." Có phải phản ứng của chúng ta là như vậy không? Vâng. Và thường chúng ta không chấp nhận được, không tin được. Nhưng mà thưa với tất cả quý vị và các bạn, Chúa Ngài đã chọn lựa chúng ta, Ngài cứu chuộc chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài có một chương trình tuyệt vời dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta, cho dù chúng ta ra sao, hiện trạng của chúng ta là gì. Mary phải chọn, hoặc là nghe lời tiếp tục: "Con ơi, đừng sợ." Hay là bà cứ sợ và bỏ chạy luôn, không còn nghe lời của thiên sứ nói nữa. Chúng ta hãy đặt mình vào đó, chúng ta sẽ hiểu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Mary nghe tiếng đó thì cái lời phán của thiên sứ làm dằn cơn bối rối của Mary lại. Điều này vẫn còn xảy ra đối với mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay. Dù cho có phải là trinh nữ hay không, hay là người đã lớn tuổi, dù là tin Chúa mới mẻ hay là lâu năm, thì Chúa một mặt Thánh Linh của Ngài phán với chúng ta về những điều tuyệt vời, Thánh Linh của Ngài kêu gọi chúng ta về những điều lớn lao, nhưng mà xác thịt thì làm cho chúng ta rất bối rối. Bối rối vì những yếu kém của mình, bối rối vì khuyết điểm của mình, bối rối vì tội lỗi của mình người ta không biết nhưng mà mình biết rất rõ. Trước tình cảnh đó thì điều gì là cần? Lời của Chúa: "Đừng sợ, đừng sợ." Tôi cũng vậy. Tôi biết ở trong chức vụ, trong sự phục vụ Chúa, nhiều tình cảnh, nhiều tình huống làm cho mình sợ hãi, bối rối. Và nếu không có lời của Chúa, đó là cách của một người xác thịt đó. Nếu chúng ta suy nghĩ theo xác thịt thì mình sẽ lý luận, mình sẽ dùng những cái kinh nghiệm của con người và nói rằng không được đâu, không được đâu. Nhưng nếu chúng ta có lời của Chúa và chúng ta bình tĩnh đủ thì Chúa nói: "Con ơi, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Vì con trẻ đó sẽ được gọi là Đức Chúa Trời quyền năng." Quý vị có tin chúng ta có một Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng không? Amen. Nhưng mà phải thật trong lòng đó. Tại vì khi chúng ta đột nhiên đối diện với một tình cảnh nào đó thì chúng ta bối rối liền. Lúc bây giờ: "Chúa ơi, con tin cậy Ngài.
Ngài là đấng tể trị từng chi tiết, Ngài là đấng kiểm soát đến từng sợi tóc trên đầu của con. Điều này xảy ra con chưa hiểu, nhưng mà con thưa với Chúa rằng con sẽ không sợ đâu, vì Chúa ở cùng con, Ngài là Emmanuel. Cảm ơn Chúa. Luca, cũng ở trong Luca câu 39 thì tôi không có trích ở đây bởi hơi dài, nhưng mà sau cái câu chuyện này thì Kinh Thánh nói như thế nào? Trong những ngày ấy, Mary đứng dậy vội vã đi về miền núi, đến một thành của Giuđa, vào nhà Sa-cha-ri và chào Elizabeth. Sau khi nghe những điều này rồi, bối rối, có lời của thiên sứ đừng sợ, thì công việc kế tiếp của Mary đó là đi đến nhà của Elizabeth. Lạ lùng quá, vừa gặp Elizabeth thôi, như trong video chúng ta thấy đó, thì Elizabeth nói rằng: ôi, nhân sao mẹ Chúa đến thăm ta. Rõ ràng là lâu nay hồ nghi, bối rối, ngay bây giờ lại được một người. Mary chưa có kể gì hết cho Elizabeth nghe mà, phải không? Chưa có kể cái cuộc đối thoại của thiên sứ Gabriel với cô. Chỉ mới vừa gặp thôi, nhưng mà Thánh Linh của Chúa bày tỏ trong lòng của Elizabeth. Và Elizabeth nói: ôi, sao ta được phước thế này, nhân sao mẹ của Chúa đến thăm ta. Nhân đây tôi muốn nói với quý vị, chúng ta mở lòng ra tiếp nhận Chúa, ngay lập tức Chúa nhận mình làm con, tên của mình đã ghi được ở trong sổ sự sống rồi. Và nếu giờ phút đó mà bom nguyên tử nổ, chúng ta qua đời, ngay lập tức được lên thiên đàng liền rồi. Đúng không? Bởi vì rõ ràng là tên cướp bên hữu thập tự giá chỉ còn có mấy giây thôi, nhưng mà chỉ cần nói là: lạy thầy, khi thầy đến trong nước của ngài hãy nhớ đến tôi, thì Chúa Giê-xu nói: được rồi, đêm nay ngươi sẽ ở với ta trong thiên đàng. Tất cả chúng ta cần hiểu điều này, không phải đi nhà thờ để được Chúa cứu đâu. Có ai nói rằng tôi phải đi nhà thờ, tại vì tôi không đi nhà thờ, Chúa không cứu tôi đâu? Sai rồi. Đi nhà thờ là để làm gì? Mary lúc bấy giờ bà đã nhận được sự mặc khải từ nơi Chúa, nhưng mà bà nghe nói rằng có một người tên là Elizabeth cũng có một điều gì đó tương tự, và bà Mary, cô gái Mary, muốn gặp cái người kia để xác nhận đức tin của mình. Bây giờ quý vị trả lời đi, có phải là mỗi lần đến nhóm lại, chúng ta nghe lời chứng của người này, chúng ta nghe lời của Chúa qua đề tớ của Ngài, chúng ta thờ phượng Chúa, gặp người này người kia, thấy cái khuôn mặt của họ, mình được khích lệ, bởi vì biết rằng điều bối rối trong lòng nó chẳng là gì hết. Có đúng không quý vị? Đó là mục đích đó. Mary mà không đến với Elizabeth, chắc cô ở nhà một mình, bối rối cứ thêm lên, cứ chồng chất, và cuối cùng đó, nó lấp luôn cả cái câu đừng sợ đó. Nhưng mà trong trường hợp này, Mary rất khôn ngoan, tìm đến với Elizabeth. Có một đầy tớ của Chúa nói rằng: đừng gặp những người mà làm cho mình cục hứng. Quý vị có nghe câu đó bao giờ chưa? Mỗi chúng ta đến với Chúa, chúng ta có khải tượng, có những mơ ước lớn lao trong lòng. Nếu mình thuộc về gặp gỡ những con người có khải tượng lớn, có đức tin lớn, đức tin của mình sẽ được mạnh mẽ. Còn mình chỉ gặp những người xác thịt thôi đó, thì sao? Ôi, nói vậy chứ không tin được đâu. Thế rồi, chúng ta tự nhiên lửa đang cháy ngùn ngụt, gặp những cái người khác, tắt luôn, còn lại khói không. Đúng không quý vị? Cho nên lời cầu nguyện của tôi, lời cầu nguyện của những người lãnh đạo trong hội thánh, lạy Chúa, xin Chúa sử dụng hội thánh này, để bất kỳ một con người nào đó đến đây, khải tượng của họ sẽ được mở rộng, đức tin của họ sẽ được tăng trưởng, họ sẽ dám mơ những điều lớn lao cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi không hiểu vì sao ngày hôm nay có những hội thánh đó, tôi nghe rất là buồn. Nói ông mục sư đó, sao mà ông giảng mệt lắm, hội thánh nó chán lắm. Nhưng mà nếu mà đưa ông đi để mời một ông khác về thì tội quá. Bây giờ ông già rồi, biết lấy đâu mà ông sống nữa. Xin thưa, lời cầu nguyện của tôi đó là: lạy Chúa, nếu khi con đứng lên trước hội thánh
không có lời của Ngài để đem đến cho bầy chiên, thì xin Chúa cất con đi. Ông bạn chị em ơi, đừng có ngại. Chúng ta đến nơi mà ở đó mình được khích lệ, đức tin của mình được dứt dậy, lời xác nhận sẽ khẳng định trong lòng của chúng ta, giống như trường hợp cô gái Marie vậy đó, đúng không? Sau khi đến với Elizabeth, và Kinh Thánh nói rằng Marie ở lại với Elizabeth trong 3 tháng rồi trở về. Có lẽ 3 tháng đó là 3 tháng rất quan trọng của thai kỳ. Bởi vì nếu Marie ở một mình thì Marie sẽ nghi ngờ, sẽ bối rối tăng cao và có thể là bị hư thai chăng? Tôi không hiểu, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Marie đã ở đó 3 tháng với Elizabeth rồi trở về. Tôi nghiêm túc thưa với tất cả quý ông bạn chị em, đừng có ai nói rằng đức tin tôi mạnh lắm, một mình tôi với Chúa là đủ rồi, tôi không cần hội thánh đâu. Đó là giọng điệu của ma quỷ đó. Ma quỷ nó muốn xé lẻ, nó muốn cô lập mình, để rồi mình ngã lúc nào không hay. Nó muốn dập tắt khải tượng ở trong lòng của chúng ta. Cho nên đừng nghe lời ma quỷ, lời của Chúa đây nè, hãy đến với hội thánh, hãy đến với những người khích lệ đức tin của mình. Chúng ta thấy không, trong khi cô Marie nghe nhắc đến Elizabeth, bà con ngươi vốn là son sẻ, nhưng mà nay đã có thai được 6 tháng rồi. Chúng ta nghe lời làm chứng của bà nương, nói, ủa trong hội thánh này có bà nương á, bà nghèo hết biết luôn, nhưng mà bà kêu cầu Chúa, Chúa giải quyết cho bà kìa. Chúng ta nghe, ôi, con trai của bà bị té từ trên lầu 2 xuống, nó mất máu đến nỗi bác sĩ bỏ nằm đó thôi, nhưng mà bà kêu cầu Chúa, Chúa đỡ bà dậy kìa. Đến với hội thánh chúng ta sẽ nghe, ô anh Bắc kìa, tôi nhớ năm ngoái trong mùa Tết khi đi thăm, tôi thương quá, tôi cầu nguyện, tôi khóc. Ở nhà tôi cũng khóc. Tôi nghĩ rằng hai vợ chồng, một đứa con gái có gia đình ở đây, đứa con trai thì đang ở nước ngoài, nếu bây giờ anh qua đời thì sao? Và cảm ơn Chúa, Chúa không phải một mình lời cầu nguyện của tôi đâu, nhưng mà Chúa đã dùng nhiều lời cầu nguyện và Chúa đã chữa lành. Nếu chúng ta không có chung quanh mình những người có cùng đức tin như vậy, mạnh mẽ như vậy, chúng ta yếu đuối lúc nào không hay. Thành ra đừng có nói rằng tôi một mình tôi với Chúa là đủ. Hãy đến với hội thánh, hãy đến để chúng ta được khích lệ, được gây dựng, bởi vì đây chính là lời của Chúa chứ không phải là ý tưởng của một con người nào. Marie khi nghe thiên sứ nói như vậy thì chúng ta biết là nếu gặp trường hợp như ngày hôm nay, cô gái đó sẽ gọi điện cho người yêu của mình liền. Anh ơi, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, em muốn nói để anh hiểu, chứ em rất sợ anh hiểu lầm rồi anh bỏ em, tội. Kinh Thánh có mô tả như vậy không? Không. Cảm ơn Chúa, phản ứng tự nhiên của Marie là bối rối, nhưng mà sau đó vâng lời Chúa, đừng sợ. Và khi có đức tin nơi Chúa thì Chúa đã làm gì? Matthew đoạn 2 kể lại câu chuyện đó là một thiên sứ của Chúa trong ban đêm đã hiện ra với Joseph và mách bảo cho Joseph. Joseph lúc bây giờ cũng bối rối lắm, nhưng mà rồi quyết định là ban đầu là định bỏ rồi, toan đem để nhẹm, nhưng mà nghe thiên sứ nói thì là Joseph đem Marie về ở với mình, song không ăn ở với cho đến khi người sanh một con trai. Rõ ràng là nhiều khi ngày hôm nay đó, tôi cũng phản ứng tự nhiên vậy đó. Có ai đó mà nói oan mình điều gì đó thì mình tấn công lại liền, hoặc là mình đi phân trần chỗ này, phân trần chỗ kia, mình bảo vệ mình mà. Nhưng mà lạ lùng là Marie tin cậy Chúa, cho nên Chúa xử lý theo cách của Ngài và rất là êm đẹp. Tôi không biết cái cuộc gặp gỡ sau đó thì Joseph gặp Marie nói những cái lời gì, nhưng mà rõ ràng là gánh nặng trong lòng của cô gái đó đã được Chúa giải quyết rồi. Ông anh chị em có tin cậy Chúa không? Nhiều khi chúng ta cầu nguyện cho người chồng, Chúa ơi ổng chướng quá đi, con cầu nguyện để Chúa thay đổi lòng của ổng. Chúng ta cầu nguyện cho người cha người mẹ, chúng ta ao ước Chúa thay đổi mà mình không tin. Nhưng mà hãy nhớ thế này nè, khi Gia-cốp cầu nguyện về cái cuộc tranh đấu giữa cậu của ông và Gia-cốp
thì trong ban đêm La-ban nhìn thấy giấc chiêm bao và Chúa hiện ra với La-ban và nói rằng đừng đụng đến Gia-cốp. Có phải đây là chuyện giống y như vậy không? Nguyện Chúa cho chúng ta tin cậy Ngài. Khi tin cậy Ngài đủ, Ngài sẽ hành động thay cho chúng ta. Còn khi mình tự hành động, nếu cô gái Mary tự phân trần, tự kể lại, rồi phân bua tùm lum hết, có lẽ nó sẽ không hiệu quả đâu. Nhưng mà Mary đã có lòng tin cậy Chúa, cho nên Chúa xử lý vấn đề một cách rất là lạ lùng, rất đặc biệt. Ô, xin Chúa thương xót, xin Chúa giúp chúng ta. Đó cũng là cách mà Chúa Giê-xu xử lý đó. Ngài đối diện với kẻ thù, Ngài đối diện với những người chống đối Ngài, thì Ngài nói rằng, lạy cha, xin tha cho họ. Ê tiên cũng vậy, trước những người ném đá vào ông, thì ông nói, Chúa ơi, xin Chúa hãy tha cho họ. Và chúng ta biết Chúa xử lý bằng cách là Sau-lơ là một trong cái bọn có mặt trong cái giờ ném đá. Ê tiên sau đó lại tin Chúa. Thấy cái cách xử sự, phản ứng của Ê tiên lạ lùng quá, Sau-lơ phải tìm hiểu, phải nghiên cứu. Sau đó Sau-lơ sẽ gặp Chúa luôn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết là đức tin của Mary không phải là đức tin bình thường đâu, nhưng mà rõ ràng là đức tin đó bị đẩy đến cái chỗ bị thử nghiệm, phải không? Rõ ràng là trong câu chuyện này đó, thì thiên sứ đã báo tin sửng sốt cho Mary. Mary đã hoảng hồn rồi, nhưng mà nghe lời của Chúa là đừng sợ. Sau đó thì không, chuyện không dừng lại đâu, bởi vì đùng một phát là Caesar Augusta ra chiếu chỉ ai nấy phải trở về quê hương của mình. Lúc bấy giờ là thai lớn rồi đó, phải không? Thai lớn rồi, vậy mà phải đi từ Nazareth, xứ Galilee, trở về Bethlehem, xứ Giu-đê. Ở đây tất cả những người nữ đã trải nghiệm có thai rồi đó, khi gần sanh nở thì có muốn đi như vậy không? Đoạn đường đó đó, nếu mà đi lừa với tốc độ mỗi một ngày 27 cây số thì phải mất 5 ngày mới đi được từ Nazareth về Bethlehem. Lúc bây giờ không phải một mình Mary phàn nàn thôi, mà có đồng minh là Joseph cũng phàn nàn luôn. Chúa ơi, Chúa kỳ quá, con sẽ bỏ Chúa thôi, con ghét Chúa lắm, con không thể nào chấp nhận Chúa được. Con vâng lời Chúa, con tin cậy Chúa. Bây giờ Chúa lại không bảo vệ con, Chúa lại đưa con vào tình huống này. Có phải không? Phản ứng của tôi, phản ứng của chúng ta là như vậy đó. Bởi vì rõ ràng là con đã vâng lời Chúa nè, con bảo bởi Đức Thánh Linh cưu mang con trẻ trong bụng nè, bây giờ gần đến ngày sanh rồi, sao Chúa không giúp đỡ con mà Chúa lại bắt con phải đi như thế này? Chúa ơi, chắc không đúng quá. Có phải khi chúng ta gặp hoạn nạn, khốn cùng, gặp một điều gì đó không như mình mong muốn, thì chúng ta cũng phản ứng giống y như cách mà tôi diễn tả không? Thành thật mà nói, đó là phản ứng rất tự nhiên. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Kinh Thánh không có nói gì về việc Mary phản ứng như vậy cả. Lúc bây giờ rõ ràng là đức tin của cô gái này cùng với đức tin của người chồng sắp cưới được thử nghiệm. Và Đức Chúa Trời từ trên trời, Ngài nhìn xuống, Ngài rất đẹp lòng vì thấy đức tin của họ. Nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho vừa ý Đức Chúa Trời đâu. Quý vị có tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài là Cha đời đời, Ngài là Chúa bình an của chúng ta, và khi chúng ta mời Ngài bước vào cuộc đời của mình thì chúng ta thuộc về Ngài? Có tin không? Nếu vậy thì từng chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện vui, chuyện buồn, hãy bình tĩnh. Đừng có vội vàng phán đoán, đừng có vội vàng phàn nàn rồi oán trách Chúa. Và rõ ràng là Mary không bao giờ bày tỏ như vậy. Đúng, chúng ta bối rối lắm. Và như tác giả Thi Thiên nói rằng, trong lúc bối rối, tôi nói rằng mọi người đều nói dối. Trong lúc bối rối tôi than thở rằng, hỡi linh hồn ta, sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Đó là phản ứng rất tự nhiên thôi. Nhưng mà Chúa ơi,
Con đến với Ngài bằng nước mắt đây. Con đau lắm. Người ta nói con như thế, con đau lắm. Người ta hiểu lầm con. Tai nạn này xảy đến cho con buồn lắm. Nhưng mà lạy Chúa, con tin rằng Ngài vẫn yêu con bằng tình yêu đời đời, không hề thay đổi. Và xin Chúa cho con hiểu được ý muốn của Ngài. Trong cuộc đời của chúng ta, sẽ có lúc đức tin của chúng ta sẽ được thử nghiệm. Dường như Chúa chúc phước cho mình, dường như Chúa đưa mình vào một con đường hanh thông thuận lợi, nhưng rồi đột nhiên tai ương hoạn nạn xảy đến. Và lúc bây giờ, thử biết đức tin của mình quá yếu đuối, quá non nớt. Nhưng mà ngược lại, Mary và Joseph, đức tin đã được thử nghiệm. Thay vì phàn nàn, thì Mary đã ca ngợi Chúa. Và chúng ta thấy, ở trong Luca đoạn 1, từ câu 46 trở đi đó, thì Mary nói, linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Sáng hôm nay tôi chuẩn bị bài giảng và tôi lên YouTube nghe một bài thánh ca của người Công giáo thật hay. Người Công giáo người ta có một cái kinh gọi là Magnificat. Đó là bài ca của Mary. Bài ca của Mary. Mary ở trong hoàn cảnh đó, nhưng mà cô gái 16 tuổi này đã ca ngợi Chúa từng lời lẽ ở trong đó. Nguyện Chúa cho chúng ta học được một điều gì khi chúng ta đối diện với tất cả những lời này. Chúa ơi, con xin hứa với Ngài trong năm mới này, cho dù điều gì xảy đến cho cuộc đời của con, dù con chưa hiểu, dù con rất bối rối, nhưng lời của Ngài là chắc chắn. Lời của Ngài luôn luôn nói rằng đừng sợ, đừng sợ. Và con sẽ đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Ở trong cái bài ca của Mary đó, thì trong câu 55 nói như thế này. Tôi đọc câu 54 và 55. Ngài đã giúp đỡ Israel đầy tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót của Ngài, như đã phán với tổ phụ chúng ta, với Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Tôi gọi là cô gái này, lúc bây giờ là người Do Thái, mới 16 tuổi thôi. Sống trong thời đó là thời cách Abraham hơn 2.000 năm. Nhưng mà cô gái này đã nhắc lại, Ngài đã phán với tổ phụ của chúng ta, với Abraham và dòng dõi người. Ở đây một cái hình ảnh đẹp đẽ lắm. Cái cô gái 16 tuổi này đã biết lời của Chúa từ ngàn năm trước, đã biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham rằng từ dòng dõi Abraham sẽ ra một vị vua, sau đó là David, dòng dõi David sẽ ra một vị vua. Và bây giờ chẳng lẽ Chúa lại cho con được dự phần ở trong chương trình này sao? Và tôi nói rằng lời của Chúa đã khiến cho Mary được mạnh mẽ. Tôi đọc một câu cuối cùng. Luca đoạn 2, câu 18-19. Câu 17, khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể cũng đều ngạc nhiên. Còn Mary thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. Ồ, cái cô gái đó rất là thâm trầm, sâu sắc phải không? Ghi tạc mọi lời. Ghi nhớ là còn yếu, phải không? Nhớ rồi sẽ quên. Nhưng mà tạc, khắc vào trong bia đó. Khắc vào có nghĩa là mưa gió cũng không có làm mờ đi được. Và cô gái này được Kinh Thánh diễn tả là như vậy đó. Đối với lời của Chúa thì Mary ghi tạc vào, ngẫm nghĩ, nghiền ngẫm, suy gẫm. Xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này bắt chước Mary, tin cậy Chúa, sẵn sàng để đức tin của chúng ta được thử nghiệm, có lời của Chúa ghi tạc trong lòng. Bởi vì nhờ lời của Chúa mà Mary được vững vàng. Tôi muốn kết thúc ở đây. Bài học về Mary. Cô đã tin cậy Đức Chúa Trời. Mary biết lời Đức Chúa Trời. Và Mary
cái này nó không có sẵn sàng để Đức Chúa Trời sử dụng. Cảm ơn Chúa. Thật ra nếu Mary không sẵn sàng, Chúa sẽ có người khác. Nhưng mà Chúa biết Mary sẽ sẵn sàng đó. Ngày hôm nay Chúa không cần chúng ta đâu, nhưng mà về một phương diện, Chúa muốn chúng ta được dự phần để Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta. Hãy học tập để tin cậy Ngài cho những hoàn cảnh không thể tin được. Hãy có lời của Ngài để chúng ta được vững vàng. Thay vì cảm xúc, thay vì phản ứng, thay vì nhận định theo như trí khôn ngoan. Và hãy thưa với Chúa rằng, xin Chúa dùng con. Như lời Kinh Thánh nói về Mary, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời Ngài truyền. Đoạn, thiên sứ lìa khỏi Mary. Tôi thấy hay quá. Sau khi thiên sứ thấy được cái tấm lòng của Mary rồi, là thiên sứ đi một cách dứt khoát, là yên tâm là sứ mạng của mình là xong rồi đó. Phải không? Không có còn phân vân gì nữa, không có còn đi rồi quấy lại. Mary, nhớ nha Mary. Phải không? Thiên sứ lìa. Ồ, Chúa đang tìm một con người như vậy. Quý vị có sẵn lòng không? Chúa đang tìm những con người như vậy. Mỗi người trong chúng ta những việc khác nhau, những vai trò khác nhau. Nhưng mà xin hãy thưa với Chúa trong mùa Giáng sinh này rằng, lạy Chúa, con đây là tôi tớ của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi xin được thờ phượng Chúa, bài hát Ngài đến. Và cảm ơn Chúa vì Ngài đã cảm động tôi khi mà tôi ngẫm nghĩ về sự giáng sinh của Chúa. Và tôi đã viết ra bài hát này để tôn vinh Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài dùng bài hát này để nhắc nhở mỗi chúng ta về sự giáng sinh của Ngài. Ngài đến dương trần làm người như thế nhân, phù phương thanh ý của cha. Ngài ở cùng chúng ta, sáng danh Thiên Chúa trên trời cao. Nơi Bethlehem năm xưa, chốn mắt có Giê-xu hạ sinh. Muôn thiên binh ca vang, chúng ta Chúa cho người tin. Ngài đã xuống đem tình lành tương.
thật là tuyệt vời. Minh Châu vừa trình bày bài thánh ca từ tấm lòng, và tôi được biết Minh Châu cũng là tác giả của bài thánh ca này. Hãy tận dụng tất cả những gì mình đang có. Hãy nhớ lại lời làm chứng vừa rồi đi. Cả gia đình bà Nương, thật ra đêm 12 tháng 12 vừa rồi đó, khi chúng tôi có mặt ở trong cái buổi truyền giảng đó, hơn 40 người đã trở lại tin nhận Chúa nơi mà bà thuê để bán quán. Khởi đầu từ đâu? Lời khích lệ của một người tên là Lim. Bà đến với Chúa đi, bà cầu nguyện đi, Chúa sẽ còn làm hơn nữa. Chúng ta có nghe về mục sư John Gi Cho, một hội thánh 700.000 tín hữu ở tại thủ đô Hàn Quốc không? Ông là người bị bệnh lao, nằm trong bệnh viện chờ chết, nằm trong một căn chòi chờ chết. Một cô gái đã bước vào, để lại một quyển kinh thánh. Dù bị ông chửi rủa thậm tệ, nhưng mà cô cứ đến. Và rồi ông đọc kinh thánh, ông đã tin nhận Chúa, ông đã trở thành một người được Chúa sử dụng. Quý vị hãy đứng lên trong thời giờ này. Đừng nói rằng tôi tầm thường, đừng nói rằng trễ rồi, đừng nói rằng tôi không làm được gì. Chúng ta thử tưởng tượng một cô gái 16 tuổi, ngày hôm nay chúng ta coi là trẻ con, đi chỗ khác để người lớn làm việc. Nhưng mà Chúa kêu gọi, hãy nói với Chúa buổi sáng hôm nay rằng: Con đây là tôi tớ Ngài, xin dùng con theo ý muốn của Ngài. Có ai là những người lần đầu tiên đến đây muốn được trở về làm con của Chúa? Cuộc đời của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi được làm công cụ trong tay của Ngài. Trước hết, hãy trở về làm con của Chúa. Tôi mời quý vị hãy bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, hãy tiến bước lên để chúng tôi hướng dẫn cho quý vị và các bạn cầu nguyện với Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa yêu chúng ta vô cùng. Một Đức Chúa Trời quyền năng vĩ đại, cao trọng, lại sẵn sàng sử dụng những con người tầm thường như tôi, như mỗi chúng ta đây. Còn chần chờ gì nữa mà không chạy đến để nói rằng: Chúa ơi, cuộc đời con đây xin được đặt trong tay của Ngài. Còn ai là những người lần đầu tiên đến đây chưa làm con của Chúa, hãy cứ mạnh dạn. Cảm ơn Chúa, mời con lên đây. Cứ dẫn, người hướng dẫn cứ dẫn thân hữu của mình bước lên. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin mời ban thờ phượng cũng hãy bước lên. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.